Chào mừng quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay, phát sóng lúc 18 giờ 15 đến 18 giờ 35 mỗi ngày, phát lại lúc 22 giờ 10 trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hy vọng sẽ luôn là kênh thông tin hữu ích cho quý khán giả trong những ngày thực hiện cách ly toàn xã hội phòng chống dịch Covid-19. Chương trình hôm nay, ngày 11 tháng 4 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Máy ATM cho người nghèo rút gạo bằng chân. chui vào tủ quần áo trốn khi bị bắt đánh bạc. Nhiều trường tư thục ở Trà Vinh gặp khó vì dịch Covid-19. Vũ Hán bừng sáng với 1.000 chiếc drone mừng hết phong tỏa. Mua nhầm giống cá, người nuôi điêu đứng vì thương lái không mua. Thưa quý vị, tỉnh Trà Vinh đang đối mặt với tác động kép do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình hình hạn mặn làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Vì chính phủ triển khai nghị quyết về gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng đang khiến người dân và chính quyền tỉnh phấn khởi. Theo thống kê, tỉnh Trà Vinh có tổng diện tích lúa gieo trồng bị thiệt hại do hạn mặn là trên 20.400 ha và một số diện tích vườn cây ăn trái nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Riêng ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến nay có 6 trên 25 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Long Đức thành phố Trà Vinh có 10 trên 15% lao động tạm nghỉ chờ việc. Công ty giày da Mỹ Phong trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020 cho khoảng 10 000 lao động luôn phi nghỉ chờ việc. Cũng từ ảnh hưởng trên nên tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, tính đến 31 tháng 3 năm 2020 mới đạt 9,3%. Vì vậy, khi nhận được thông tin chính phủ triển khai nghị quyết về gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho nhân dân trong cuộc họp trực tuyến với các ngành và địa phương vào hôm qua, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Trà Vinh rất phấn khởi vì nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội và chính phủ. Thưa quý vị, sáng nay máy ATM rút gạo đầu tiên ở Hà Nội đi vào hoạt động, kịp thời hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Thay vì dùng tay, người nghèo có thể dùng chân rút gạo từ máy ATM để phòng tránh lây lan dịch bệnh. Đơn vị tài trợ chương trình cho biết, chỉ mất khoảng 2 ngày để chuẩn bị gạo và hoàn thành máy ATM rút gạo này. Tác giả của nó là anh Doãn Thanh Tùng, thành viên một câu lạc bộ cờ vua ở Hà Nội. Máy ATM rút gạo này được đặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thành viên của ban tổ chức cũng chủ động đánh số các khu vực đứng để người dân xếp hàng, giữ khoảng cách 2 mét để đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên, nhiều người không mang túi theo, vì vậy, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị sẵn một số lượng túi để người dân đến lấy gạo và nhắc nhở bà con nhớ mang theo túi để lấy những ngày sau. Sau hơn 10 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, những ngày qua, đường phố ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đông đúc nhộn nhịp trở lại. Thậm chí nhiều người còn không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, bất chấp những cảnh báo từ cơ quan chức năng. Ghi nhận ở một số tuyến đường như Nguyễn Chí Thanh, Đường Láng, Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, thành phố Hà Nội, phương tiện đi lại đông đúc. Trên các trục đường khác, người dân đổ xô ra đường mà không biết họ đi đâu, làm gì. Trong khi nhiều người khác vẫn vô tư đến các điểm công cộng để tập thể dục, bất chấp những yêu cầu giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Tại thành phố Đà Nẵng, tình cảnh tương tự cũng diễn ra. Người dân vô tư đến các điểm công cộng đi dạo, vui chơi, chụp ảnh. Đặc biệt tại khu vực khách sạn Đà Nẵng Golden Bay, buộc lực lượng chức năng phải ra quân nhắc nhở, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khi tình hình dịch Covid-19 có ít ca bệnh mới, nhiều người dân có hiện tượng chủ quan trong việc phòng chống dịch. Đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đông đúc trở lại. Nhiều nhóm thanh niên tụ tập đông người, trái với chỉ thị 16 của chính phủ để phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Ngày 10 tháng 4, lực lượng chức năng quận 3 tiếp tục tra quân để kiểm tra việc không đeo khẩu trang của người dân. Hàng chục trường hợp người không đeo khẩu trang bị lập biên bản xử phạt với số tiền 200.000 đồng một người. Còn ở thành phố Trà Vinh thì Tấn Nga hy vọng là người dân hãy tuân thủ các quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19. Ở nhà vào lúc này là chúng ta đã góp một phần nhỏ cùng với cả nước đẩy lùi đại dịch, sớm đưa mọi hoạt động trở lại bình thường. Chuyển sang thông tin về tai nạn giao thông, đến chiều tối qua, lực lượng chức năng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất phân luồng giao thông, khắc phục sự cố xe ben lật trên quốc lộ 1A rồi bút cháy dữ dội khiến cho giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều qua, xe ben biển số thành phố Hồ Chí Minh do nam tài xế khoảng 35 tuổi điều khiển chạy trên quốc lộ 1A theo hướng từ cầu vực Quang Trung về ngã tư An Sương. Khi đến trước Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh, phương tiện trên được cho là bị nổ lớp, sau đó mất lái, lao thẳng vào giải phân cách bê tông giữa làn xe máy và ô tô rồi lật ngang. Chiếc xe sau đó bốc cháy dữ dội, nam tài xế bên trong bung cửa kính chạy ra ngoài trong hoảng loạn. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 gần đó nhanh chóng có mặt khống chế đám cháy, do không được dập tắt kịp thời, phần cabin xe gần như bị cháy rụi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nhiều vụ việc vận chuyển công kênh và nhận lấy tai nạn thương tâm đã xảy ra, tuy nhiên một số người vẫn chưa ý thức được điều đó. Mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội vào hôm nay để có những nhận định cho riêng mình. Nhiều người sau khi thấy cảnh tượng này đều lắc đầu ngao ngán vì sự nguy hiểm của nó. Một tài khoản để lại bình luận dí dỏm: bán tài này đang chở mười mấy cái bậc thang đi đâu vậy nhỉ? Trong khi đó, một số khác lại cho rằng, dẫu biết là câu chuyện mưu sinh, nhưng phải làm thế nào để đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh nữa chứ? Tiếp nối chương trình sẽ là thông tin về an ninh trật tự. Chiều qua, khi các quý bà đang say sư đánh bạc, thì bất ngờ công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ập vào bắt qua tang thu giữ 178 triệu đồng. Đáng nói, một phụ nữ nhanh chân trốn vào tủ quần áo, nhưng vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 chiều qua, sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an xã Tân Lý Tây bất ngờ ập vào kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Duyên, 67 tuổi, ngụ tại ấp Tân Thành, xã Tân Lý Tây. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 18 người, trong đó có 13 nữ đang đánh bại ăn thua bằng tiền. Nhiều người bỏ chạy thoát thân, trong khi một phụ nữ nhanh chân chui vào tủ quần áo để trốn, nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 178 triệu đồng, 13 bộ bài tay, 15 điện thoại di động các loại, 8 xe máy, một xe đạp điện và 2 xe đạp. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ. Phần tiếp theo của chương trình sẽ có Ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép ở Vũng Tàu Mua nhầm giống cá, người nuôi điêu đứng vì thương lái không mua quý vị, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ và các ngành chức năng bắt quả tang vụ khai thác khoáng sản trái phép tại chân núi Tóc Tiên, xã Tóc Tiên. Ghi nhận tại hiện trường có đến 100 mét khối đá được chẻ ra để vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại và du lịch Vũng Tàu đã bị cơ quan chức năng nhiều lần phát hiện và yêu cầu chấm dứt, nhưng đơn vị này không chấp hành. Tại đây có nhiều công nhân dùng máy nổ để đục các tảng đá thành những viên đá trẻ khi lực lượng chức năng làm việc thì tất cả các công nhân bỏ khỏi hiện trường để lại các máy móc và xe máy. Từ khu vực này đi hơn 100m, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một điểm rửa các lậu. Tại đây có hai máy nổ, hàng trăm mét ống nhựa phục vụ cho việc tuyển lửa cát. Lực lượng chức năng lập biên bản ghi nhận vụ việc và sớm có phương án xử lý. Liên quan đến hiện tượng nước ở suối chợ, suối bọt trắng, bốc mùi hôi sau cơn mưa lớn, vào tối qua, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, nhận định ban đầu, nguồn thải này có thể có trong nước thải sản xuất xi si mạ hoặc bột giặt. Theo Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên, đầu nguồn xuất chợ là hồ Tân Vĩnh Hiệp thuộc địa phận thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là hồ nhân tạo có diện tích 12,5 hecta, tiếp nhận nước mưa và nước thải từ khu liên hợp dịch vụ và đô thị Bình Dương, gồm khu công nghiệp Đại Đăng, Kim Huy và Sống Thần Ba. Nhận định ban đầu cho thấy tối ngày 8 tháng 4 có mưa lớn, nước hồ dâng cao làm tăng lưu lượng nước chảy từ hồ xuống đập nước gây xáo trộn mạnh dòng nước, tạo hiện tượng bọt trắng nổi trên bề mặt suối chợ. Điều này cho thấy nước trong hồ có tồn tại các chất hoạt động bề mặt được tích lũy trong mùa khô hoặc được xả thải trong cơn mưa. Nguồn thải này có thể có trong nước thải nhà máy công nghiệp có hoạt động sản xuất xi mạ hoặc nhà máy sản xuất bột giặt. Hiện Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên đã gửi văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ dầu một ra soát, kiểm tra và xử lý kịp thời các nguồn thải xã gây ô nhiễm. Thưa quý vị, thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tạm dừng đến trường, không dừng học để phòng chống dịch Covid-19 các hệ thống giáo dục của cả nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng đang tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả các phương pháp dạy học. Tuy nhiên, các hệ thống trường ngoài công lập lại đang gặp nhiều khó khăn vì các hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu từ người học. Trường Bình Minh ở thành phố Trà Vinh là một mô hình trường tư thục tham gia đào tạo ở 3 cấp học, từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Học phí là nguồn thu chính để đảm bảo cuộc sống cho gần 70 cán bộ giáo viên của toàn trường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà trường tự xoay sở đủ cách để phát đủ 100% lương tháng 2, còn lương tháng 3 chỉ đủ chi trả được 50% cho giáo viên. Riêng tháng 4 này thì nhà trường cũng dự kiến là sẽ phát 50%, nhưng mà không biết là ra sao. À, à, nếu không có gì thì chắc cũng xin nhà nước hỗ trợ bằng cách là cho vay vốn để mà chúng tôi nó thoáng hơn. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở trường iSchool Trà Vinh, Hiện lương tháng 3, nhà trường chỉ mới chi trả 30% đối với giáo viên dạy bậc mầm non và tiểu học là 50%. như vậy thì rất là khó khăn cho giáo viên, tại vì có nhiều giáo viên là lao động chính của gia đình cho nên với một cái mức hỗ trợ rất là thấp như vậy thì không đảm bảo cái đời sống sinh hoạt của của giáo viên trong cái thời điểm này. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh, bên cạnh các hệ thống trường công lập thì các trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đã tham gia đào tạo rất tốt từ bậc học mầm non đến bậc tiểu học và trung học cơ sở. Trong mùa dịch Covid-19, các thầy cô giáo luôn phối hợp tốt với gia đình và xã hội giúp đỡ học sinh triển khai các phương pháp ôn tập tại nhà đạt hiệu quả khá tích cực. ngành giáo dục đào tạo tỉnh rất là chia sẻ những khó khăn này của các trường ngoài công lập. Thì từ đó chúng tôi cũng đang có cái bàn bạc trong ban giám đốc hướng có cái chủ trương vận động được để hỗ trợ một phần khó khăn nào chia sẻ với cái khó khăn của các nhà trường các thầy cô giáo để hơn 400 giáo viên hiện đang tham gia giảng dạy gần 4.000 học sinh tại 22 điểm trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh được yên tâm hơn trong cuộc sống thì việc hỗ trợ thông qua các chính sách cũng cần sự quan tâm từ các cấp chính quyền trong tỉnh một sản phụ vừa đến cổng bệnh viện Bạch Mai, thành phố Hà Nội thì ngừng tim các bác sĩ đã ép tim ngay trong lúc đẩy bệnh nhân vào cấp cứu. Với những nỗ lực kịp thời của các y bác sĩ, đến nay sức khỏe của sản phụ đã ổn định trở lại. Trước đó, vào ngày 3 tháng 4, khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai nhận được yêu cầu hỗ trợ từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Sản phụ sinh con thứ ba, các tử cung do nhau bông non, bị sốc mất máu, rối loạn đông máu nặng, suy tàn, chưa loại trừ hội chứng tách mặt ối. Khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai nhanh chóng hội chẩn trực tuyến và đồng ý tiếp nhận người bệnh đồng thời hướng dẫn đội vận chuyển bệnh viện Hà Đông đưa sản phụ đến bệnh viện Bạch Mai theo quy trình. Kiếp cấp cứu do phó giáo sư Nguyễn Văn Chi chỉ huy sẵn sàng ở vùng đệm của bệnh viện để tiếp nhận người bệnh. Trong quá trình di chuyển từ cổng vào viện, bác sĩ đứng luôn lên cán lập tức ép tim, hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân, trong khi các bác sĩ khác đẩy cán vào. Sau 15 phút can thiệp, bệnh nhân thở trở lại, được điều trị tại khu cách ly đặc biệt của khoa cấp cứu. Bệnh nhân được kiếp cấp cứu thực hiện các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu. Đến nay, sức khỏe đã ổn định trở lại. Tin Thế Giới vừa cập nhật, tính đến 16 giờ 30 chiều nay, theo giờ Việt Nam, số ca tử vong vì dịch Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc 100.000 trường hợp, tăng gấp đôi chỉ sau một tuần. Trong khi đó, Mỹ trở thành nước đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong do Covid-19 chỉ trong một ngày. Tính đến 16 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, Toàn thế giới ghi nhận 1.703.844 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó có 102.897 ca tử vong. Tổng số ca bình phục là 377.861. Hãng tin AFP dẫn thống kê của Đại học John Hopkins cho biết, tính đến 16 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, Mỹ trở thành nước đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong do COVID-19 chỉ trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong lên tới 18.761. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở quốc gia này đã lên đến nửa triệu, cụ thể là 503.177 ca nhiễm. Châu Âu vẫn đang là châu lục bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nề nhất với hơn 70.200 người chết, trong đó Ý là nước có số người chết cao nhất, 18.849 người trong số 147.577 ca nhiễm. Theo sau là Tây Ban Nha với 15.843 người chết trong số 157.022 người nhiễm. Trong hôm nay Bộ Y tế Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm, 113 người đang điều trị, 144 người khỏi bệnh. Như vậy 24 giờ qua Việt Nam chỉ ghi nhận 2 ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm là 257. 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh cả nước, trong đó 70 ca điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 39 ca tại tuyến tỉnh, 4 ca tuyến huyện. Đến sáng nay 20 bệnh nhân xét nghiệm âm tính một lần, 8 ca âm tính hai lần. Thưa quý vị, nhu cầu được hỗ trợ lương thực tại Mỹ đang gia tăng với mức độ chưa từng có trong đợt bùng phát dịch Covid-19. Cảnh tượng sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ điều này. Trong một đoạn video thu hút cả triệu lượt xem trên mạng tuần qua, ô tô xếp hàng dài nhiều km dọc bờ sông Monogahela chờ nhận đồ ăn miễn phí tại Ngân hàng Thực phẩm Cộng đồng vùng Pittsburgh, bang Pennsylvania. Người phát ngôn Beth Burrow cho biết, họ phân phát thức ăn cho khoảng 800 ô tô vào ngày 30 tháng 3. Số người đến nhận còn đông hơn trong đợt phát thức ăn vào tuần này, dịch Covid-19 bùng phát khắp nước Mỹ, kéo theo nó là một bộ phận không nhỏ người dân cần hỗ trợ lương thực. Trong nửa cuối tháng 3, gần 10 triệu người Mỹ đã đăng ký thất nghiệp. Số người mất việc làm trên thực tế có thể còn cao hơn số liệu chính thức. Phần lớn trong số họ không có điểm tựa nào khác để bù đắp thu nhập mất đi, phải trông chờ vào sự giúp đỡ từ các tổ chức từ thiện. Mùa đông đã qua, mùa xuân lại tới, chào đón người dân quay về nhà. Những lời chúc mừng này vừa được viết lên bầu trời bằng ánh đèn, nhân dịp thành phố Vũ Hán, Trung Quốc chính thức được dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19. Theo đó, có 1.000 thiết bị không người lái trình diễn trên bầu trời đêm 9 tháng 4 để mừng thành phố Vũ Hán chấm dứt lệnh phong tỏa. Ánh sáng từ những chiếc drone xóa tan sự u ám của dịch bệnh COVID-19 phủ bóng những tháng vừa qua ở thành phố này. Nhiều hình ảnh khác nhau được tạo trên nền trời đêm, từ những lời kêu gọi chuẩn bị chiến đấu với dịch đến hình ảnh các y bác sĩ và cảnh sát. Ngoài ra, hình ảnh mô phỏng tháp Hoàng Lạc Lâu, một di tích nổi tiếng ở Vũ Hán cũng được chiếu lên để mừng thành phố vượt qua cơn đại dịch. Thưa quý vị, thị trưởng thành phố Dnipro ở Ukraine vừa cho đào sẵn 600 ngôi mộ và đặt thêm 2.000 túi đựng xác, vừa để phòng ngừa kịch bản xấu, vừa nhằm cảnh báo người dân về đại dịch nguy hiểm. Tuy nhiên, điều đó không nhận được sự đồng tình từ phần lớn người dân của thành phố. Nhà văn Jan Valletot cho biết thị trưởng có thể đúng về mặt tâm lý học, ông ấy khiến người dân tưởng tượng họ sẽ được gói trong túi nhựa ra sao, được đặt xuống những nấm mộ như thế nào. Một cảnh báo như thế là rất quan trọng để người dân ý thức vấn đề nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với biện pháp này của thành phố. Ivan Krasikov, một nhà hoạt động địa phương cho biết, hành động trên chỉ làm tăng sự hoảng sợ. Nếu thị trưởng nghĩ nó sẽ khiến mọi việc tốt lên thì anh không hiểu ông ấy dựa vào điều gì. Tính đến 16 giờ 30 chiều nay theo giờ Việt Nam, Ukraine ghi nhận 2.203 ca nhiễm với 69 trường hợp tử vong. Một chủ sở hữu bảo tàng xe hơi sáng tạo ở thành phố Hyderabad, Ấn Độ, vừa chế tạo một chiếc xe có hình virus Corona và chạy trên phố kêu gọi cách ly xã hội. Ông Sushaka Yadav, 67 tuổi, người đang giữ kỷ lục Guinness về thiết kế xe ba bánh lớn nhất thế giới, cho biết là được truyền cảm hứng từ những chiếc mũ bảo hiểm hình virus do các sĩ quan cảnh sát ở Ấn Độ đeo khi đi tiên truyền về thi hành phong tỏa trong 21 ngày chiếc xe một chỗ ngồi này có động cơ 100 phân khối với khả năng chạy khoảng 40 km một giờ và được làm bằng sợ hình quang màu xanh lá, được trang trí các cầu gai giống như virus. Ông Gia Đáp cho biết thêm, sẽ tặng chiếc xe cho chính quyền địa phương để sử dụng trong việc tuyên truyền suốt thời gian thực thi lệnh phong tỏa. quý vị, giá cá rô xuống thấp, trong khi đó thương lái thì không đến mua dù cá đã quá ngày xuất bán. Đây là tình cảnh chung của nhiều hộ nuôi cá ở ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Nguyên nhân được cho là các hộ nuôi này đã mua nhầm giống cá khiến các thương phẩm không đạt yêu cầu của thương lái. Nếu như mọi năm, chỉ hơn 2 tháng nuôi, người nuôi cá rô đã có thể xuất bán. Tuy nhiên, nay đã gần 4 tháng, thương lái vẫn không đến mua hoặc bỏ tiền cọc đã đặt trước đó. Lúc đầu mình nuôi đồ nhiếp, bây giờ đưa hơi lai thôi, lại với cái nó trứng nữa nó chơi là cá ốm mình chăn với bọn tiếp chăn cá lóc nữa trộn vô á ừ. muốn mà tạm vô mà cũng hơi ốm hơn theo các hộ nuôi cá ở ấp Phú Lợi A từ trước đến nay thay vì tự đi mua thì họ thường đặt mua tại một cơ sở ở địa phương khác thông qua trung gian do đó việc phân loại và kiểm tra giống cá trước khi đưa vào nuôi thường không được thực hiện vì thế chỉ đến khi cá lớn người nuôi mới phát hiện cá giống khác với loại thường nuôi mọi năm mùa năm thì bắt cá thì nó đem dao điện, nó đem là giao mà điện cái nó thì nó đem là giao thì bao nhiêu mình tin tưởng nó mình lấy bao nhiêu thôi chứ đâu có biết cá gì sao nhỏ gì đâu. Đâu có biết ôm trứng bọng gì. Cái này mình mua thì mình đi tự mình đi coi. Giờ tự mình đi coi mình mới biết chứ thôi chứ đâu có giao nó nữa đâu. Theo Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận B, những năm gần đây để tránh dụ chợ rất giá, bà con địa phương đã thả nuôi cá với chủng loại đa dạng. Trong khi đó, nguồn cá giống mà địa phương sản xuất thì không đủ đáp ứng Do đó, người nuôi phải mua con giống từ nơi khác với chất lượng nhiều khi không được đảm bảo. Quỹ ban dân xã cũng đã định hướng cho bà con khi vào hội quán thì sẽ phối hợp với các ngành liên quan của huyện để hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho bà con, làm sao cho bà con sản xuất ra những cái loại, các loại cá giống là an toàn về chất lượng và đa dạng về mặt chủng loại để đáp ứng nhu cầu của bà con trên địa bàn của xã Phú Thuận B. Hiện giá cá rô xuống còn khoảng 22.000 đồng 1 kg, với giá này, người nuôi cầm chắc lỗ từ 10 đến 20 triệu đồng một vèo. Dẫu vậy, thương lái vẫn bạc tâm để lại người nuôi với một bài học đáng giá về sự cẩn trọng trong cách lựa chọn con giống. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật đã phát. Máy ATM cho người nghèo rút gạo bằng chân ở Hà Nội. Chui vào tủ quần áo trốn khi bị bắt đánh bạc. Nhiều trường tư thục ở Trà Vinh gặp khó do dịch Covid-19. Vũ Hán bừng sáng với 1.000 chiếc drone mừng hết phong tỏa mua nhầm giống cá, người nuôi điêu đứng về thương lái không mua. Kiều Khanh, Tấn Nga, xin cảm ơn quý khán giả đã chú ý theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình phát lại lúc 22 giờ 10 tối nay trên đài phát thanh truyền hình Trà Vinh. Tấn Nga và Kiều Khanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.